Dầu dừa, thần dược cho vẻ đẹp. Bạn có chắc mình đã biết dầu dừa có tác dụng gì chưa? Không chỉ là nguyên liệu ưa dùng trong bếp, dầu dừa còn là trợ thủ đắc lực để chị em phụ nữ làm đẹp đấy. Hãy cùng nhau khám phá những công dụng của dầu dừa nhé. 1. Mềm da tay nhờ khả năng dưỡng ẩm của dầu dừa. Đôi tay khô nứt vì làm lụng nay đã lành lặn, mềm mại hơn nhờ dầu dừa dưỡng da. Sau khi rửa tay, thoa một ít dầu lên tay để dưỡng ẩm cho đôi bàn tay. Đồng thời, bạn có thể làm dầu về dạng rắn bằng cách thêm bơ vào và để dầu đông ở nhiệt độ phòng. Như vậy, bạn có thể dễ dàng đem dầu dừa bên mình mọi lúc mọi nơi rồi. 2. Làm mềm lớp biểu bì. Một trong những công dụng rất có ích của dầu dừa chính là làm mềm lớp biểu bì cứng ở kẽ tay, kẽ chân. Chỉ cần nhỏ ít dầu vào các kẽ móng và để chúng thấm qua da, lớp biểu bì sẽ mềm đi, trả lại làn da trẻ trung. Tuy dầu dừa dưỡng da rất tốt nhưng bạn cũng nên lưu ý sử dụng với mức độ vừa phải. Vì nếu thoa nhiều và liên tục cũng như dùng sai cách có thể gây ra nhiều nguy hại, ví dụ như làm bức bí và khiến da khô hơn. 3. Dưỡng da đầu bằng dầu dừa. Cung cấp khoáng chất và protein dưỡng tóc. Các nghiên cứu cho thấy nếu ủ tóc bằng dầu dừa sẽ cung cấp protein cho tóc nhiều hơn vì khả năng đi sâu vào chân tóc so với các khoáng chất. Thậm chí hơn cả dầu hướng dương, cách ủ tóc bằng dầu dừa, sau khi gội đầu, bạn bôi một lượng lớn dầu vào chân tóc. Miết nhẹ để dầu thấm đều, sau đó bạn xoắn tóc thành búi và lấy một tấm khăn ủ tóc lại. Ủ trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch, để tạo nên hiệu quả, bạn nên dưỡng da đầu bằng dầu dừa. Trước khi ngủ, bạn bôi một lớp dầu lên chân tóc, chải nhẹ sau đó búi tóc lại, ủ tóc bằng khăn mềm hoặc mũ tắm. Để tóc như vậy và ngủ qua đêm, sáng hôm sau, bạn gội đầu bình thường, với tóc khô, bạn thoa một chút dầu vào đuôi tóc để tăng cường độ ẩm cho tóc. 4. Dầu dừa rất tốt cho răng, cho một hơi thở thơm mát. Dầu dừa là một loại dầu ăn được chiết xuất từ thịt quả dừa tươi. Đây cũng là một trong những nguồn dinh dưỡng giàu chất béo bão hòa nhất. Tuy nhiên, loại chất béo trong dầu dừa lại rất đặc biệt vì được cấu thành từ các medium chain triglyceride MCT. Chất béo trung tính chuỗi trung bình. Thực tế, cách thức chuyển hóa của các MCT rất khác biệt so với các axit béo chuỗi dài khác được tìm thấy trong hầu hết các thực phẩm. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng loại chất béo này có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm ẩn như làm sạch và tẩy trắng răng. Đồng thời còn giúp ngăn ngừa bệnh sâu răng, nếu việc ngậm dầu dừa quá khó khăn với bạn. Bạn hãy thêm vào vài giọt tinh dầu bạc hà vào, sau đó súc miệng khoảng một lúc rồi nhổ ra. Biện pháp này sẽ mang lại cho bạn một hơi thở thơm mát, không vướng bận mùi đồ ăn nữa. 5. Tẩy tế bào chết, trộn một nửa cốc muối biển hoặc đường với nửa cốc dầu dừa đun chảy. Trà sát hỗn hợp lên trên da, đặc biệt là ở những vùng thâm, tùy vào loại da và các vết sần trên cơ thể mà bạn có thể điều chỉnh liều lượng. Công thức đơn giản này vừa giúp tẩy tế bào chết, vừa tăng cường độ ẩm cho da, chỉ sau vài lần. Bạn sẽ sở hữu làn da mềm mại của em bé, lại có mùi thơm nhẹ nhẹ của dừa. 6. Sử dụng dầu dừa giúp giảm cháy nắng. Bác sĩ da liễu đề nghị nên áp khăn ướt lên da ngay khi khu vực đó bị cháy nắng, lặp lại điều này một vài lần một ngày trong 10 đến 15 phút để giữ độ ẩm cho da. Sau 2 ngày đầu bị cháy nắng, thoa hỗn hợp dầu dừa và một muỗng cà phê vitamin E lên vùng tổn thương để tăng cường độ ẩm và chất chống oxy hóa cho da. 7. Tác dụng của dầu dừa, làm mềm môi. Dầu dừa dưỡng môi rất hiệu quả, bạn hãy cho một ít dầu vào hộp nhỏ, chẳng hạn như hộp đựng len, và đem theo bên mình cả ngày. Bạn lấy ra thoa mỗi khi môi bị khô hoặc thoa trước khi ngủ, môi sẽ mềm và hồng hào hơn trông thấy chỉ sau vài ngày sử dụng. Kiên trì để có đôi bờ môi mọng nước. 8. Dầu dừa có thể thay thế kem cạo râu. Các chàng chẳng cần phải đi đâu xa để mua kem cạo râu. Chỉ cần với tay qua mượn một ít dầu dừa trong kệ của vợ là đã có thể có ngay chiếc cằm sạch sẽ rồi. Đồng thời, dao cạo dễ dàng rửa sạch hơn nếu dùng loại dầu này thay vì các loại kem khác. Đối với chị em, thoa dầu này lên chân sẽ khiến công cuộc làm sạch lông chân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chưa kể đến việc chân sẽ được dưỡng ẩm tối đa nữa, lưu ý rằng dầu dừa rất trơn, vậy nên tay bạn cần khô để cầm dao cạo được chắc hơn. 9. Ngăn ngừa nếp nhăn với dầu dừa, đổ một ít dầu lên tay và xoa đều để tạo độ nóng vừa phải. Áp dầu lên vùng da dưới mắt và các vùng có nếp nhăn rồi massage nhẹ nhàng, các chị em sẽ không còn lo các dấu hiệu tuổi già đến sớm nữa nhé. 10. Điều trị mụn bằng dầu dừa nhờ khả năng kháng khuẩn, nhờ chứa các thành phần chống oxy hóa cao như vitamin E giúp điều chỉnh việc sản xuất bã nhờn. Làm thông thoáng lỗ chân lông, trừ khử các tế bào da chết và ngăn ngừa mụn trứng cá. Bên cạnh đó, dầu dừa nguyên chất chứa hai axit béo quan trọng với đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên. Đồng thời giúp giữ ẩm cho da, dầu dừa trở thành một trong những cách trị mụn tại nhà hiệu quả nhất cho các nàng không may bị dị ứng da hay da nhiều mụn.
Bạn chỉ cần chà dầu theo chuyển động tròn trên mặt và cổ, sau đó rửa sạch các cặn với sữa rửa mặt yêu thích. Lưu ý, nếu da dễ bị mụn trứng cá, bạn không được dùng loại dầu này nếu chưa biết da có hấp thụ dầu hay không. 11. Tẩy trang bằng dầu dừa, không cần tốn tiền mua nước tẩy trang đắt đỏ, chỉ cần một muỗng cà phê, hoặc ít hơn, dầu dừa là các nàng có thể thổi bay lớp trang điểm dày cộm rồi. Bôi trực tiếp dầu dạng lỏng lên da và massage nhẹ, sau đó rửa sạch bằng nước ấm, để làm bông tẩy trang. Bạn đổ dầu dạng sệt lên miếng bông rồi quay trong lò vi sóng một chút để dầu chảy ra, sau đó đặt một miếng bông sạch lên trên miếng bông đã tẩm dầu và để qua đêm, cất thành phẩm vào hộp hoặc túi nhựa và mang theo bên mình. Khi muốn, bạn chỉ cần lấy ra xài ngay, tuy nhiên, bạn nên hỏi bác sĩ để biết thêm chi tiết và biện pháp phù hợp với làn da khi tẩy trang bằng loại dầu này nhé. Nếu bạn đang muốn tận dụng ngay những lợi ích của dầu dừa nhưng lại không đảm bảo nguyên liệu an toàn, hãy thử ngay cách làm dầu dừa đơn giản tại nhà để làm đẹp với dầu dừa nhé.